thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về tiếp tục triển khai công tác dân vận khéo, trọng tâm là giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Những năm gần đây, các đơn vị thuộc binh đoàn, công ty 72, công ty 74, công ty 75 đã hỗ trợ nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp. Trên những diện tích cao su đã già cỗi, đang trong thời kỳ tái canh, kiến thiết cơ bản, các đơn vị đã tạo điều kiện để nhiều hộ trồng lúa và các loại đậu đỗ, khoai lang. Đối với công ty 72, những năm gần đây, bình quân mỗi năm đã trồng tái canh hơn 150 hectare cao su. Theo đó, đã tạo điều kiện để công nhân trong đơn vị và người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở ba xã biên giới, Yannan, Yatom và Yapanon, huyện Đức Cơ, nơi đơn vị đóng quân, trồng lúa cạn và các loại cây ngắn ngày khác. Công ty đã tạo điều kiện cho tôi làm công nhân, còn giúp đỡ cho mượn đất, trồng xen kẽ cây đậu, lúa, cây lạc để nâng cao cái đời sống. Mỗi năm, các đơn vị thuộc binh đoàn 15 đã tạo điều kiện cho rất nhiều hộ dân sản xuất trên diện tích cao su tái canh với hàng trăm hecta trồng lúa cạn và các loại đậu đỗ, khoai lang trên đất Ba Gian trồng cao su tái canh giàu chất dinh dưỡng nên đạt năng suất cao. Theo chủ trương chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Binh đoàn là tạo mọi điều kiện để giúp đỡ công nhân và dân trên địa bàn để mượn đất trồng sen cao su, để trồng cây lúa, cây họ đậu để giúp đỡ bà con không có đói giáp hạt. Công ty làm đất đảm bảo để cho bà con gieo lúa, và từ đó đến nay hàng năm tất cả mọi gia đình, mọi công nhân không phải thiếu ăn và đều được dư thừa lúa đảm bảo đời sống của bà con. Mô hình trồng lúa và các loại cây ngắn ngày trên diện tích cao su tái canh đã mang lại lợi ích kép, vừa giúp bà con đảm bảo lương thực, nâng cao đời sống, không còn đói giáp hạt, vừa góp phần giúp cây cao su của đơn vị sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài các cái hộ mà đồng bào mà có làm công nhân trong công ty thì những cái hộ gia đình khó khăn, những hộ không có thiếu đất sản xuất thì công ty đều có cái phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã để là lập danh sách rồi ưu tiên cho những cái hộ đấy để họ cũng tham gia được vào có đất để trồng lúa, trồng lạc, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Đấy, thì một hộ như vậy là bình quân là họ trồng khoảng trên 5 băng cao su này, từ 3 đến 5 băng. Với cái diện tích như vậy thì một hộ có thể là thu được từ 50 đến 80 bao lúa. Bà con cũng rất là phấn khởi. Mà thì từ cái chỗ mà bà con trồng sen này thì họ vừa là trồng lúa rồi vừa bảo quản cái vườn cấy cho công ty luôn. Đấy, và cái nguyên liệu từ lúa, từ lạc này thì lại đưa vào tủ ẩm. Đấy, cho cái vườn cấy của công ty, cho nên là vườn chất lượng vườn cấy cao su trồng mới của công ty cũng được nâng lên mà đời sống của bà con cũng được đảm bảo. Những cánh đồng vàng tít tắp là sản phẩm dân vận khéo của bộ đội triển khai đã tô điểm bức tranh ở vùng biên cương của Tổ quốc càng khởi sắc, ấm no, thanh bình.